Nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã kẻ nhiều vạch mắc võng tại các ngã tư đèn xanh đỏ. Nếu dừng xe tại vạch mắc võng sẽ bị xử phạt. Thực tế cho thấy thời gian qua, tại các tuyến đường có mật độ người tham gia giao thông cao ở thành phố Thanh Hóa, nhiều người dân khi chờ đèn đỏ đã dừng xe ở làn đường dành cho các phương tiện được phép rẽ phải, khiến cho các phương tiện muốn rẽ phải cũng phải dừng theo. Để khắc phục tình trạng này, cơ quan chức năng đã tiến hành kẻ vạch mắt võng màu vàng tại một số ngã tư. Theo quy định, người điều khiển không được dừng phương tiện tại vạch kẻ đường này để tránh ủn tắc giao thông. Vạch mắt võng còn sử dụng để xác định phạm vi cấm dừng trong nút giao cùng mức, trên nhánh dẫn cửa vào và cửa ra của nút giao hoặc những vị trí mặt đường không cho phép dừng xe. Người dân khi tham gia giao thông đến khu vực các ngã ba ngã tư khi đèn đỏ thì không được dừng xe tại khu vực vạch mắt võng nếu cố ý dừng xe hoặc đỗ xe tại khu vực này sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật